Tống ngay. Tống đóng ngay. Tắm mắt. Solo cá khủng luôn. Trôi nha em ơi. Giới thiệu các bác nhé, đây là cần GWK8H này, solo. Em đánh toàn solo mấy cá khủng bằng cần này thôi. Đó anh em nhé, dây thì em chơi rủ luôn. Đó, thì hôm nọ có mấy anh em hỏi đấy, em câu phao gì, thì em câu bằng cần đơn đấy, em câu phao nó sẽ là phao loại nhỏ này anh em nhé. Đấy, câu tay em sẽ câu loại phao loại nhỏ này. Hoặc là phao này thì em mới mua, phao này nó là bầu 20 anh em ạ. Phao này bầu 20. Còn đây. Đây. Còn loại này thì nó là bầu 30 cơ. Bầu 30 nó to lắm. Cần tay chắc chắn là không thể giật nổi đâu anh em ạ. Nguyên cái củ này của nó, cả một quả phao này nó rơi khoảng 3 lạng đấy các bạn. Giật rất là nặng luôn. Đấy. Còn đây là loại bầu 20 nhẹ tinh. Nó nhẹ gần như quả con này luôn. Đó, chân đồng. Đấy, quay cho anh em xem. Đấy, lấy nét em quay cho bác xem nhé. Đây, ba loại phao. Cô phao con này là cũng rất là hay anh em. Để em lấy nét chạm đây đã. Rồi. Đấy, phao con này đánh rất là nhạy, đánh đầu cần rất là ok này. Hoặc là phao bầu 20 này. Hôm nay thì em chơi quả bầu 20 này. Còn quả bầu 30 nặng lắm. Này chỉ chơi cần máy đánh xa bờ thôi anh em nha. À. Đấy, bầu 20 này. Đánh quả này nhẹ ok. Đó. Giáp đồ đã. Thì hôm nay em đánh thì em sẽ đánh cái bài mùi mít ủ anh em nhé. Trời mưa này mà chép nó đi ăn nhiều, chép chui chấm đi ăn nhiều mà mình không chơi mùi ngon ấy thì rất là lãng phí. Chơi loại mùi xịn anh em nhé. Ôi, đây đánh con này nhá. Đánh con mới, của em mới sắm là tẩu con này, chơi con này cho nó chất. Bằng ngón tay tống bục ruột luôn, sợ lắm. Thả xem sống không nhá. Phiêu. Đấy rồi anh em nhìn lại, bắt đầu tắm này, anh nhìn mình có tắm cá chưa. Đấy, trời mưa này bắt đầu có tắm anh em ạ. Rất nhiều tắm cá lên nhá. Hạ đồ chính chiến anh em ơi. Thank you.
Vừa vào cắn, cắn. Có hàng em ơi. Đấy, đấy, các bác nhìn chưa? Mút nhá. Mưa cái đấy, đấy, anh em nhìn chưa? Đào mút rất là sâu. Đóng ngay. Ui anh em ơi, đóng quả mất rồi. Cá to quá. Mưa cái cá to ngay. Đóng ngay. Ui anh em ơi, đóng quả mất rồi. Cá to quá. Mưa cái cá to ngay. Ui anh em ơi, mưa cái cá to đóng vào ngay này. Rồi các bác này, vậy ngay. Cứng luôn. Đã quá, đã quá. Câu chuyện mưa này mới là phê này. Câu chuyện mưa này dễ vằm hàng lắm các bác ạ. Đấy, đẹp luôn. Anh em nhìn chưa? Vào ngay. Đóng ngay. Đóng đóng. Đóng ngay. Ui chăm 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 anh em ơi. Anh em nhìn chưa? Vào ngay. Đóng ngay. Đóng đóng. Đóng ngay. Ui chăm 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 anh em ơi. Chạy. Lần đầu tiên ngày trời mưa. À, cần này. Mất chạy. Mất chạy với chúng tôi. Tháo vào. Mất chạy anh em ơi. Phê quá. Vào đây. Úi chưa luôn. Chiếc giỏ nó mắc vào vợt rồi, dễ mất lắm em, lưỡi mắc vợt rồi. Wow, lên bờ. Wow, lên luôn anh em ơi. Phê quá, trời mưa này không chạy ra lấy cái túi. Chết giả. Nóng yên, nóng yên. Chết giả, mưa quá ướt hết rồi các bác ạ.
đã qua đóng mềm chấm đầu tiên. Ủa, mưa to quá. Sợ thật, mưa ấy cá cắn luôn anh em ạ, phê luôn. Ôi, quá là đã luôn anh em ơi, phê thế. Khung cảnh này câu trời mưa rất là sướng. Mưa nó mát trời ấy. Đấy, mỗi tội sấm chớp rồi. Sấm chớp nào cũng hơi khoai. Sấm chớp nào cũng hơi khoai. Đó 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 đó, có hàng có hàng có hàng đấy, anh nhìn chưa, ăn chưa? Hàng hàng đấy. Đậu ngay. Ôi giời. Rô phi, rô phi. Đậu ngay. Ôi giời. Rô phi, rô phi. Rô phi. Đậu mỗi tí mình. Bay vào đây. Rô phi anh em ạ. Rô phi anh em ạ. Đóng mỗi tí vào vào vảy của nó này. Vào lưng. Vào dọ, vào dọ. Vào dọ, vào dọ. Vảy nha. Vải nãy còn móc rồi. Đánh bó mồi hay thật ý. Hôm nay dự kiến này làm khoảng chục cân thì bác nhé, không làm nhiều đâu. Đấy, ủa. Ôi, đang mải cho cái điện thoại đứng chân cái mà mút luôn. Mút luôn. Không bỏ được. Riêng cái giống câu lục này là không thể bỏ mồi được anh em ạ. Nó đã ăn thì nó vam lắm. Không thể nào bỏ mồi được đâu đấy. Ấy, ui à. À, quả vậy mà xịt à. Hơi tiếc nhỉ. Quả vướng cái ô giật lực yếu, không đóng. Mắc à. Mút luôn.
Trọng ngay. Đóng đóng ngay. Tám mắt. Solo cá khủng luôn. Trôi anh em ơi. Chạy mới xuống tôi á. Con này chạy xuống tôi á. Bắt luôn. Thôi rồi, bắt mũi nữa. Mưa gió này. Wow, anh em thấy con tắm hát bá đạo ông xuống cái là lôi solo miếng cá này ngay. Cuộc tổ tắm solo à? Em không sợ gãy nhá, đóng ngay solo trực tiếp luôn. Quá là phê luôn. Wow, anh em chưa? Quá là phê luôn, solo trực tiếp với con trôi này 3,5 cân anh em ạ. Đá quá, nằm yên. Không chạy đâu được. Đánh đục như em này nó chất lượng em này. Đấy. Đâu bác nhìn chưa? Phải chơi lục nó mới là chất lượng. Đó thua không? Chuẩn. Ôi, tối mưa này câu trưa rồi mày cá ít ăn hẳn bác ạ. Này phải tầm chiều khoảng từ 3 giờ ra cơ. Bây giờ tầm 12 giờ. Ta solo được đúng hai con bự này phê quá. Cứ sợ gãy cần đi nhưng mà nói chung có bác này em giật cá là đã đời luôn đấy các bác ạ. Này. Ủa anh em mình con trôi phê chưa đỏ. Này. Ôi. À, anh em nhìn kiệt tác của em hôm nay chưa? Đỏ go luôn. Quá là phê. Đấy. Sợ thật. Ồ, không có con này để ngâm với nước chắc nó quảng mất rồi anh em ạ. Mỗi con chấm sống, con chuối nó quảng mất rồi đâu. À đâu, chưa, vẫn thở, chưa chết. Này mát trời mà cá khó chết. Để em bê cho bác xem nhá. À, để em lấy cho bác xem thành quả của em ngay hôm nay. Anh em nhìn thấy phê chưa? Đã đời chưa? Trôi đỏ, trôi Ấn Độ luôn. Con này ăn mới gọi là sướng đời này anh em này. Đấy anh em nhìn này, con này ăn mới gọi là sướng đời nhá. Đấy, giật đã quá, con này luôn là sướng nhất anh em ạ. Quả giật đóng phịch phát mà nó kéo vèo cước. Giật con này là sướng nhất. Chùi điên quá khác. Một con chấm nhỏ nhỏ. À, một em chấm quá nhá, còn con kia con trophy cũng tính tiền. Chấm thiên nhiên bụng nó gầy nhom, cái đói. Đập mỗi em này chất lượng thôi. À, anh em ơi, đập mỗi con này chất lượng này phê nhỉ. Giật con này các bác thấy có đã đời không? Cần tay tắm mặt rút veo phát. Sướng nhất con này, phê quá.
Ôi dè. Rồi, chắc là video của hôm nay tạm dừng đây. Hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo nhé. Bye bye. Bye bye các bác ơi. Thu đồ đống này về mà em phải cho bác ngắm lại. Cảm giác em vẫn còn phê, tay vẫn còn run mà lôi con này thật sự các bác là đánh bằng cần tay nó run tay luôn đấy. Cảm giác nó mới sướng, còn nếu mà câu bằng cần máy con này thì quá bình thường luôn. Đó anh em ở đây giới thiệu anh em cần 8H này. Tạm man chưa? Đó, giật phê luôn, 4,5 m, em đánh con này cần 4,5 m. Sẽ có một video tiếp theo ra mắt anh em cái bộ cần này nhá, mấy bộ đồ đánh cần đơn của em. Anh em nhớ đón xem ở video tiếp theo nhé.